Xin chào, tôi là Huyền Trang và đây là bản tin giải trí của Tin House vào tối ngày hôm nay. Và ngay bây giờ, chúng ta hãy cùng đón xem những thông tin đáng chú ý nhé. Những ngày qua, mối quan hệ mẹ nuôi, con nuôi của ca sĩ Phi Nhung và giọng ca trẻ Hồ Văn Cường đang gây nhiều bàn tán trong dư luận. Ngoài ồn ào chuyện ca sĩ 10X lộ tin nhắn nói xấu mẹ nuôi, Phi Nhung cũng phải nhận không ít ý kiến trái chiều khi để quản lý giữ tiền thưởng, tiền cát xê, đi diễn của Hồ Văn Cường trong suốt 5 năm qua. Nhưng bên cạnh những khúc mắc chưa được làm sáng tỏ, không thể phủ nhận, Phi Nhung đã có sự giúp sức nhất định để cậu con trai nuôi có được những dấu ấn đáng nhớ ở tuổi 18. Hồ Văn Cường sinh năm 2003 trong một gia đình có hoàn cảnh vô cùng khó khăn ở Tiền Giang. Năm 2016, Cường tham gia Việt Nam Idol Kids và đạt giải quán quân. Phi Nhung khi đó làm ban giám khảo của chương trình này, biết được Cường hâm mộ mình và hoàn cảnh gia đình Cường nên đã nhận cậu làm con nuôi, hứa sẽ tài trợ tiền học đến hết lớp 12, đồng thời hỗ trợ Cường để theo đuổi con đường ca hát chuyên nghiệp. Vào đầu năm 2017, Hồ Văn Cường chào xuân bằng sản phẩm kết hợp với mẹ nuôi mang tên Bỏ Quê. Cuối năm 2017, Cường tung thêm album đầu tay về miền Tây với 9 ca khúc được biên tập kỹ lưỡng. Những năm kế tiếp, Hồ Văn Cường giới thiệu thêm những sản phẩm đơn lẻ và thường xuyên đi diễn cùng mẹ nuôi. Đặc biệt, đến năm 2019, giọng ca chuyên dòng nhạc dân ca trữ tình này đã có cơ hội tiếp cận khán giả hải ngoại trong một lần đi lưu diễn và hát song ca với Phi Nhung. Song song với những sản phẩm và hoạt động nghệ thuật cụ thể, Hồ Văn Cường còn sở hữu loạt giải thưởng như ca sĩ âm hưởng dân ca và truyền thống cách mạng được yêu thích nhất, top 10 nghệ sĩ của năm tại giải Mai Vàng 2016, ca sĩ ấn tượng tại giải VTV Award 2016, top 10 nghệ sĩ của năm tại giải Mai Vàng 2017, top 5 ca khúc trữ tình quê hương tại giải Kerrang Award 2018. Sau 5 năm với sự giúp sức của mẹ nuôi, Hồ Văn Cường cũng có một bộ sưu tập giải thưởng đáng nhớ. Mới đây, chia sẻ với báo Phụ Nữ Online vì chuyện Hồ Văn Cường phải hai lần đứng ra xin lỗi mà không phải là Phi Nhung sau khi vụ việc hai mẹ con xích mích gây xôn xao dư luận suốt thời gian qua. Quản lý của Phi Nhung, Diễm Phạm cho biết nếu Cường không đứng ra xin lỗi thì công an bắt ngay. Công an cho Cường tại ngoại để họ điều tra vì Cường là người đưa thông tin ra ngoài. Có ai hiểu cảm giác đó của gia đình hay không? Tôi không muốn trả lời nữa vì phải bảo vệ Cường lúc này. Không biết bên phía công an điều tra ra sao rồi, xem Cường đã nhắn gì với ai. Chia sẻ này của Diễm Phạm khiến cộng đồng mạng bất ngờ bởi nhiều người không hiểu Cường đã làm gì sai đến nỗi bị bắt. Thậm chí Hồ Văn Cường còn là nạn nhân trong việc bị dò dỉ thông tin riêng tư. Hiện tại, phát ngôn này của quản lý Phi Nhung vẫn đang gây tranh cãi trên mạng xã hội. Ngày 12 tháng 6, báo điện tử VOV đã đăng tải hai bài viết liên quan đến vấn đề livestream của báo Phương Hằng. Cụ thể, các bài báo có tiêu đề không thể cho mình quyền xúc phạm bất kỳ ai trên mạng và báo Phương Hằng với các livestream lệch chuẩn, đã đến lúc cần xử lý nghiêm. Chỉ 2 ngày sau khi các bài viết được đăng tải, nhiều nền tảng của VOV liên tục bị tấn công. Theo tờ báo này, một số đối tượng đã có hành vi quá khích, tạo các tài khoản ảo để tấn công nhiều nền tảng của báo điện tử VOV. Đặc biệt, mới đây bà Phương Hằng đã có động thái mới về ồn ào liên quan đến mình. Theo đó, trên fanpage Nguyễn Phương Hằng đã đăng tải bài viết thông báo về việc sẽ khởi báo điện tử online VOV và VTC vì tội vu khống và áp đặt. Nguyên văn nội dung bài viết như sau. Hôm nay Phương Hằng tôi sẽ chính thức cho luật sư tôi khởi kiện báo điện tử online VOV và VTC vì tội vu khống và áp đặt cho tôi những điều không đúng sự thật. Bản thân tôi chưa bao giờ kêu gọi bất cứ ai hoặc nhắn tin rủ rê ai, kích động ai vào cuộc chiến với mình. Đó là cái quân tử, cái nghĩa khía của tôi. Nên tôi đã từng tuyên bố công ty trách nhiệm hữu hạn một mình tao. Tôi không muốn làm tổn thương một ai. Như quý vị cũng biết tôi không bao giờ sống theo tính cách bầy đàn, xúi dục hay kêu gọi bất cứ ai theo tôi làm một việc gì. Bản thân tôi là một người có ý chí kiên định nhất định. Tôi đề nghị Bộ Công an và Tòa án vào cuộc để trích lục toàn bộ tin nhắn và số điện thoại của tôi, những cuộc gọi của tôi xem tôi có liên kết với bất cứ một ai không. Như những gì VOV và VTC đã đưa tin và quy chụp tôi, thóa mạ tôi trên những bản tin trước công chúng, vu khống tôi và doanh nghiệp của tôi. Đây là chuyện chẳng đặng đừng, nhưng nó là sự thật. Tôi cần đòi lại công bằng khi tôi không hề kích động ai hay lôi kéo ai, và tôi yêu cầu phải chứng minh cho rõ và đề nghị làm rõ theo tội vu khống, đúng theo bộ luật hình sự của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Chúc quý vị thật nhiều sức khỏe và cảm ơn tất cả những quý vị đã tin tưởng và ủng hộ tôi. Hiện tại, những chia sẻ của bà Phương Hằng đang thu hút đông đảo sự quan tâm của cư dân mạng. Trưa 14 tháng 6, mạng xã hội xôn xao với tin đồn nghệ sĩ ưu tú Hoài Linh bị đài truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh HTV cấm sóng. Tuy chưa rõ thực hư thế nào, nhưng cư dân mạng đã rần chia sẻ đoạn tin nhắn được cho là fanpage chính thức của HTV với khán giả. Trong tin nhắn này có nội dung HTV đã ngừng hợp tác với Hoài Linh trong các chương trình sắp tới. Để tìm hiểu rõ hơn về sự việc, chúng tôi đã liên hệ với phía đài truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh để xác minh về thông tin. Theo đó, đại diện nhà đài cho biết thông tin không chính xác và hiện tại chưa có bất kỳ một văn bản nào liên quan đến việc cấm sóng nghệ sĩ Hoài Linh. Nội dung chia sẻ như sau. Trước khi mà có một cái tin gì thì nó phải có văn bản chính thống nha. Không phải là tự nhiên mà cấm sóng người ta được, đúng không?
Dạ vâng có ạ. Có nghĩa là phải ra một cái văn bản là mình không được hiện kênh, không được hiện những cái chương trình gì đó. Chứ không phải là tự nhiên mà cấm sóng, người ta phải có lý do thì mới cấm sóng được chứ, đúng không? Dạ vâng. Vậy là thông tin này không đúng đúng không chị? Đúng rồi. Dạ vâng. Chưa nghe gì hết. Cũng liên quan đến vụ việc, trên pháp luật và bạn đọc, phía Hoài Linh đã có những chia sẻ mới nhất. Quản lý của Hoài Linh cho biết, không, tôi đâu có nghe thông báo gì đâu, tôi không nghe HTV thông báo, bên tôi cũng không có làm gì với HTV đâu mà cấm sóng. Trước đó, Hoài Linh từng được mời làm giám khảo của chương trình truyền hình Thách thức danh hài. Thách thức danh hài do Điền Quân sản xuất, dự kiến phát sóng trên HTV7. Vì ảnh hưởng của dịch bệnh nên chương trình đã tạm hoãn casting. Tiếp đến, khi đăng đàn giải thích về việc chậm giải ngân số tiền 14 tỷ đồng, Hoài Linh cũng tuyên bố rút khỏi Thách thức danh hài. Hoài Linh chia sẻ, nhân đây tôi cũng gửi lời đến công ty Điền Quân. Cảm ơn các bạn đã thương mến và gửi lời mời tôi làm giám khảo Thách thức danh hài. Nhưng qua sự việc này, thì tôi xin các bạn cho được rút khỏi chương trình, bởi vì tôi không muốn làm ảnh hưởng đến chương trình của các bạn. Chúc các bạn có một mùa Thách thức danh hài thật thú vị, đồng thời có những tiết mục thật hay để gửi đến khán giả cũng như bà con khắp nơi. Vừa qua, Thủy Tiên đã xác nhận việc gia đình mình muốn tháo dỡ, xây mới căn biệt thự bề thế với diện tích 300m² tại quận 7 vì lý do khi khoan ra cố móng thì sập tường, suýt gây tai nạn nguy hiểm. Trước đó, Thủy Tiên từng đăng đàn chia sẻ với cộng đồng mạng về việc sẽ sửa chữa căn biệt thự này. Ban đầu tiết lộ là sửa chữa, đến sau đó lại bị cộng đồng mạng phát hiện đã tháo dỡ nhà và chuẩn bị xây mới. Thủy Tiên thậm chí còn bị nghi ngờ ăn chặn tiền từ thiện để cất nhà. Vừa qua, Thủy Tiên đã xác nhận việc gia đình mình muốn tháo dỡ, xây mới căn biệt thự bề thế với diện tích 300m² tại quận 7 vì lý do khi khoan ra cố móng thì sập tường, suýt gây tai nạn nguy hiểm. Trước đó, Thủy Tiên từng đăng đàn xin phép cộng đồng mạng được sửa chữa căn biệt thự này. Ban đầu chỉ xin phép sửa chữa, đến sau đó lại bị cộng đồng mạng phát hiện đã tháo dỡ nhà và chuẩn bị xây mới. Thủy Tiên thậm chí còn bị nghi ngờ ăn chặn tiền từ thiện để cất nhà. Từ khi chuyển về căn biệt thự này sinh sống, Thủy Tiên và Công Vinh từng nhiều lần chia sẻ hình ảnh bên trong ngôi nhà. Nơi đây được bày trí sang trọng, hiện đại, tiện nghi cùng nội thất tinh tế. Để có không gian riêng trồng rau, bếp, WC của Việt Nam còn dành riêng một khoảng đất rộng trước nhà. Đây cũng là nơi vui chơi cho con gái cưng của hai vợ chồng, bé Bánh Thạo. Hãy cùng chiêm ngưỡng một số hình ảnh trong căn biệt thự của gia đình Thủy Tiên và Công Vinh. Tối nay, 14 tháng 6, MC Quyền Linh sẽ tham gia vào buổi live stream do sàn thương mại điện tử Vỏ Sò tổ chức nhằm thúc đẩy tiêu thụ vải thiều Bắc Giang, giúp người trồng vải ổn định đầu ra nông sản và đưa đặc sản đến gần hơn với người tiêu dùng toàn quốc. Đây là sự kiện nằm trong chương trình chuyển đổi số cho bà con nông dân, nâng tầm nông sản Việt của sàn thương mại điện tử Vỏ Sò. Sự kiện live stream sẽ diễn ra vào lúc 19 giờ tối 14 tháng 6 trên fanpage của MC Quyền Linh và ứng dụng Vỏ Sò. Đồng thời trên nhiều trang fanpage đối tác khác, tham gia sự kiện người tiêu dùng sẽ nhận được nhiều ưu đãi hấp dẫn từ đối tác của Vỏ Sò như Viettel Post vận chuyển toàn quốc chỉ từ 15.000 đồng, ưu đãi 10% khi thanh toán qua VNPay tối đa 50.000 đồng, cùng nhiều trò chơi giao lưu nhận quà khác.
để có thể tham gia vào mua hàng tại ứng dụng Vỏ Sò. Người tiêu dùng sẽ đặt mua qua livestream, đăng ký tại landing page của Vỏ Sò. Kết thúc livestream, Vỏ Sò sẽ liên hệ các khách hàng đã đặt mua, tiến hành giao hàng trong vòng 6 đến 48 giờ đồng hồ để đảm bảo chất lượng tươi ngon của vải thiều Bắc Giang. Thông qua sự kiện, Vỏ Sò dự kiến tiêu thụ 100 tấn vải thiều để hỗ trợ bà con Bắc Giang. Viettel Post sẽ là đơn vị chịu trách nhiệm vận chuyển và đảm bảo sản phẩm khi tới tay người tiêu dùng sẽ đúng như cam kết, có đồng kiểm và sẵn sàng một đổi một với đơn hàng không đạt chất lượng. Vừa rồi là những thông tin vô cùng hấp dẫn trong vòng 24 giờ qua và hy vọng là các bạn sẽ thích những thông tin này của chúng mình. Còn bây giờ thì thời lượng của chúng mình đã kết thúc rồi. Các bạn đừng quên like, share và theo dõi chúng mình trên kênh để chúng ta có thể tiếp tục đồng hành cùng nhau trong những số tiếp theo nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại!